simple as it seems. The twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me. As we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 mm-hmm. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show, feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, love, love. It seems to lead to nowhere. No matter where you are, no, I'll always be there. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find me. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, love, love. Sure as the sun.
qua sự tìm hiểu của các cháu Trung và Oanh đã về báo cáo lại với gia đình. Hôm nay gia đình chúng tôi đại diện của nhà trai và bố mẹ của hai cháu có một cảnh cáo chắc bữa, đồng thời đến đây để cho hai cháu tìm hiểu. Dạ ngộ gia đình nhà gái thì thay mặt nhà gái xin cảm ơn hội nhà trai và chấp nhận việc giảm ngộ người mà phù hộ cho con cháu và tiếp theo suôn sẻ phát đạt. Thay mặt cho nhà trai là cảm ơn không? Driving through our memories, hand in hand, you and me, we were making plans to be forever, babe. I know you don't need me, but I see you and me, we can make it happen, be my forever, babe. Và hôm nay là ngày lễ cả cốt, ngày cơ bản về xây dựng không, ngày cho hai gia đình chúng ta mời lại bàn bạc về câu chuyện tình yêu và hôn nhân gia đình của hai em Thành Trung và Lâm Oanh. Thì bây giờ thì đã có phải ra nói nhà trai đưa mâm xin lễ cao trâu đến cho nhà gái để là về đính hôn. Sau đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện của phái đoàn nói nhà trai sẽ đứng lên giới thiệu thành phần của hội nhà trai và có những lời trò chuyện với hội nhà gái trong ngày lễ đính hôn. Đây là những lời đại diện của hội nhà trai. Thưa các cụ, ông, các bà, đại diện cho nội ngoại gia đình bà Thúy. Hôm nay là ngày này tháng tốt, gia đình chúng tôi ở ngoài kia chọn ngày. Hôm nay được có cái lễ xin hỏi cháu Lâm Oanh cho cháu tôi là Thành Trung, con của chú Út. Thế vậy tiếp tục chương trình thì tôi xin giới thiệu như thế này này. Về phía gia đình nhà tôi là bên nội là có tôi là anh của chú Thím mà đó là thông gia với bà Thủy. Về phía có chị tôi là chị gái tôi cũng là đại diện cho bên bà gái. Về bên phía bà Thinh tức là thông gia với bà Thủy ấy là có ông Khải là cậu ruột, đấy cũng đại diện cho bên ngoại là có đầy đủ và gồm có bố mẹ của cháu Trung tới gia đình chúng ta để thưa chuyện. Cái trải qua cái sự tìm hiểu của cháu Trung và cháu Lâm Oanh đã chín muồi và đồng thời có báo cáo lại với gia đình chúng tôi. Nay gia đình chúng tôi ngoài kia có sắm một cái lễ đến cầu xin dạm hỏi cháu Lâm Oanh về làm con, làm chọi con dâu, cháu dâu là gia đình chúng tôi. Nay tôi thay mặt cho gia đình nhà trai để mời vị đại diện cho nhà gái nên nhận cái lễ của thành tâm của gia đình chúng tôi.
trước tiên là thỉnh báo gia tiên, sau đó là anh em hai nhà chúng đã bàn bạc rồi nói chuyện thăm hỏi nhau để báo cáo với các cụ công nhận. Cuối cùng là xin cảm ơn tất cả các cụ công các bạn. Xin được chúc mừng Phật Tây Thông Giáo Hải Gia Đình và xin kính mời nhà gái sẽ phát biểu. Kính thưa thánh các chị hai họ, để tôi thân thành cảm ơn hai chị mời. Thành cảm ơn ý kiến phát biểu của họ nhà trai. Thứ hai nữa là trước khi phát biểu ấy, tôi xin chúc mừng toàn bộ hai họ chúng ta có mặt hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trương Quang Hành, cậu của cháu Lâm Oanh, tức là cậu bác á, của cháu Lâm Anh, ngoài Bắc ta gọi là bác đó, cậu của cháu Lâm Anh. Và xin giới thiệu họ nhà gái chúng tôi hôm nay có đầy đủ tất cả các bác, các có các gì của bên nội của cháu, có dương chú bác gì của bên ngoài của cháu, có đầy đủ và bạn bè thân thiết gần xa của cháu có mặt hôm nay, hai gia đình. Cháu Lâm Anh chúng tôi á, là sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác thôi, nhưng nhờ bản chất ham học, được sự hỗ trợ của gia đình thì cháu Lâm Anh đã có những thành tích như ngày hôm nay. Thứ hai nữa là bên cạnh đó thì cũng không tránh khỏi được khó khăn là tuổi trẻ mà, cho nên là hẳn có sự thiếu sót. Mà sau này tôi sẽ nhờ hai họ, chủ yếu là bên nhà đó, sẽ cố gắng dìu dắt, giúp đỡ, chỉ bảo cho cháu thành công dân tốt của nước nhà, đồng thời là dâu hiền của gia đình. Cùng thay mặt gia đình họ nhà gái xin cảm ơn họ nhà trai, mặc dù chúng ta xa xôi nhau về mặt địa lý, đi lại khó khăn, nhưng bên họ nhà trai đã cố gắng và chuẩn bị chú đáo để họ của chúng ta ngày hôm nay. Thay mặt gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin chúc hai họ, đặc biệt họ nhà ta mạnh khỏe, và xin chúc họ nhà gái cũng như họ nhà ta từ giờ phút này trở đi là chúng ta kết duyên thông gia với nhau, mà cũng từ giờ phút này trở đi hai cháu là dâu hiền rể thảo của hai gia đình, và cũng từ giờ phút này trở đi hai cháu được thành hôn trước cưới của chúng ta. Để tôi cũng mong hai gia đình chúng ta cố gắng chúc phúc cho cháu, chúc phúc cho hạnh phúc của cháu viên mãn suốt đời. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt nhà trai cảm ơn ạ. Chúc mừng buổi đi thông giao hai bên đại gia đình, và sau khi ban bạc thống nhất thì hai gia đình đã là đón nhận dấu hiền để thảo, đặc biệt là nhà gái đã là rất là chấp thuận ngay làm bỏ bất chính để con nhà trai hôm nay. Thì sau đấy thì cũng trân trọng kính mời mẹ của cô dâu sẽ vào để đón cô dâu đã đi là ra mặt quan viên hai họ, cũng như là trao cô dâu nắm tay chú rể để chuẩn bị chương trình trong lễ đính hôn. Kính mời các chú nước và dùng tiệc nhẹ để chờ đợi những cái lễ phục tiếp theo ạ. Đính mẹ cẩn thận, đính cẩn thận. Nhà trai có thêm cô dâu hiền, nhà gái có thêm chú rể thảo, thì đó là cái niềm mong của hai gia đình và cũng là cái ngày vui trọng đại hôm nay. Thì tiếp theo chương trình thì cũng xin phép quan bên hai họ và đại diện của hai gia đình cho phép cô dâu chú rể và vị đại diện của hai gia đình sẽ lên làm lễ gia tiên tại ban thờ tổ tiên để kính báo với ông bà tổ tiên về câu chuyện tình yêu và hôn nhân của cô dâu chú rể, cũng như là ý nghĩa quan trọng nhất của ngày lễ đính hôn hôm nay. Thì đại diện lên phía thắp hương đến ban là lễ gia tiên, thì xin trân trọng kính mời là đại diện của hai bên gia đình và cô dâu chú rể, đặc biệt là đội ngũ các em bưng lễ là bưng các vị gia đình đặt đến ban lễ gia tiên của gia đình, để là hai gia đình tiếp tục khi lễ là gia tiên, nghi thức gia tiên tại ban thờ. Xin trân trọng kính mời đại diện. All my chances, all my life here with you, 'cause you make it better. It's you forever, babe. Leave the light on for me, well, honey, let me down slowly. I've never been a dreamer till I met you. I know I don't deserve it, but honey.
và hai gia đình đã thống nhất. Do cái điều kiện là địa lý là không gian cũng khá xa, cho nên là hai gia đình sau khi đã làm lễ giam ngộ, lễ ăn hỏi xong, hoàn thành chủ đề, thì tiếp theo là hai gia đình tiếp tục làm lễ và xin cưới. Xin mời đại diện họ Nhân Rai phát biểu xin cưới ạ. Xin mời bác. Kính thưa các cụ công, các bà, hai họ, tôi là Vượng, là bác của cháu Trung và cháu nước ngoài. Hôm nay tức là ngày này tháng tốt để chúng gia đình chúng tôi chọn được cái ngày này. Thì đáng nhẽ ra ấy, thì nếu như nó gần gựa ấy, thì nó phải là ngày khác, chứ không thể nằm tắt như thế này được, phải không ông ơi? Yeah. Đúng, đúng. Thế cho nên là thôi thì có cái điều gì là mong các cụ là lượng thứ cho. Đấy, đánh hai chữ đại xá cho con cho cháu. Chung con chung cháu ta cùng chung tay vun đắp để báo cáo với các cụ công như thế. Thế trải qua tức là các cháu sinh sống và làm việc ở Hà Nội đã tìm hiểu, đã nâu thế và đã báo cáo lại với cháu anh, thì báo cáo lại với gia đình nhà ông Hạnh, cháu Trung thì báo cáo lại với gia đình của chúng tôi, thì các cháu đã nhất trí đi đến việc hôn nhân gia đình. Thế hôm nay là gia đình chúng tôi có cái lễ xin cưới cháu Năm Oanh, xin các cụ công các bà cho phép. Đầu tiên là gia tiên, sau các cụ công các bà cho phép cháu Năm Oanh và cháu Thành Trung được nên vợ thành chồng. Thế nên, cho nên là bây giờ tôi báo cáo với các cụ công là việc đến bây giờ là hai gia đình từ giờ phút này trở đi, hai gia đình chúng ta bên nhà gái coi cháu Trung là con rể, gia đình chúng tôi coi cháu Oanh là con dâu, là cháu dâu của gia đình chúng tôi từ phút này trở đi. Được sự trước tiên ý là được sự chấp thuận của gia tiên, sau đó để đến các cụ công các bà, gia đình chúng tôi thành tâm có cái lễ để trình báo gia tiên và đồng thời tức là báo với các cụ công các bà cho phép các cháu nên vợ thành chồng. Thế để báo cáo với các cụ công các bà như thế. Xin cảm ơn các cụ công các bà. Kính thưa hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng ta đã làm thủ tục xong câu chuyện của lễ hỏi. Bây giờ hai họ chúng ta muốn bàn tiếp theo công việc của cháu. Tất nhiên việc đó là tốt rồi, nhưng tôi nói lúc nãy ấy, hai cháu là dấu hiền rể thảo của hai gia đình rồi, thì bây giờ chúng ta bàn con đường tiếp theo để làm cho hai cháu tiến tới hạnh phúc viên mãn cuộc đời sau này. Thì bên ý kiến của họ nhà tái ấy, tôi cũng tán thành cảm ơn là sự nhiệt tình cũng như là sự đầy đủ về đời hai cháu đồng được làm tốt đẹp. Thứ hai nữa là thì tôi cũng thay mặt họ nhà gái chấp thuận ý kiến xin cưới của họ nhà trai. Còn ngày tháng như thế nào á thì chúng tôi sẽ bàn bạc xong, được mà chúng ta chấp thuận điều đó đã. Còn ngày nào, tháng nào, làm ở đâu, vị trí như thế nào thì chúng tôi sẽ từ bàn bạc và sẽ thống nhất sau. Bởi vì hai gia đình chúng ta ở xa cách nhau, nói cũng nói chứ cũng 500 km. Thì không phải đơn giản chỗ nọ xa chỗ kia, cho nên chúng ta cũng có thể liên lạc bằng điện thoại, cũng có thể gặp được nhau. Những điều ngày tháng năm nào, giờ nào chúng ta làm thì hai gia đình chúng ta bàn bạc sau. Tôi thay mặt họ nhà gái cũng chân thành cảm ơn lễ phục và từ nguồn của họ nhà ta được chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn điều đó. Xin nhiệt. Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này.
anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đêm thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa em nhớ. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Change of heart.
deep inside. You give my dream just one more chance to let this be our last goodbye. But only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine. Just play my part, pray you'll have a change of heart. But I can make you see it through, that's something only love can do. That's something only love can do. Just wanna make us work. Baby, tell me I